Mình tên là Đan Trang, mình đến từ Đồng Nai. Mình là một cô gái cá tính, cũng pha chút dịu dàng. Những lúc rảnh rỗi thì mình ra những quán cà phê, những vỉa hè, rồi người hát vu vơ. Lúc nào bên cạnh mình 24 trên 24 cũng có một chiếc tai phone mình để có thể cảm nhận âm nhạc. Âm nhạc đối với Trang rất là có ý nghĩa. Niềm đam mê của mình xuất phát từ khi mình còn nhỏ, cũng như là giọng hát của mình được thừa hưởng từ ông ngoại cũng như là của mẹ. Vì còn trẻ mà mình đã không có cơ hội, cũng không có điều kiện để có thể đi theo con đường ca hát. Vì vậy mà mẹ rất mong chờ, cũng như là luôn luôn động viên mình cố gắng trên con đường nghệ thuật này. Chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương trọn trao nhau trọn đời, để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về và biết có Trang, và mời bạn sẽ ra đứng cạnh Thanh Vân nhé.